bạn đang theo dõi chương trình hỏi đáp số 613. Xin chào anh Duy Nguyễn. Xin thân ái kính chào các bạn. Chào Thu Hương. Chào anh. Các bạn thân mến, mở đầu hỏi đáp thì chúng ta có hai câu hỏi tương tự giống với các số hỏi đáp trước. Câu hỏi 12487 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 1954 trong hỏi đáp thể hình số 186 và câu hỏi 1771 trong hỏi đáp thể hình số 168. Câu hỏi 12488 có nội dung gần giống câu 1751 trong hỏi đáp thể hình số 166. Đề nghị ban biên tập thể hiện đường link và nội dung của những câu hỏi giống tương tự này để cho các bạn cùng tham khảo. Chúng ta tới với nội dung câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, câu hỏi 12489 của một bạn Zimmer trẻ tuổi. Bạn thắc mắc về một vấn đề là chúng ta biết rằng là dùng mass scanner thì sẽ giúp chúng ta là tăng cân nhanh và tăng cơ nhanh. Tuy nhiên thì nó xảy ra hai trường hợp. Có những bạn thì gặp phải kết quả cũng rất là hên, đó là tăng cơ giảm mỡ. Uống mát mà cứ tăng cơ và mỡ chả thấy đâu, rất là thích đúng không ạ, rất là khoái. Còn những bạn ngược lại thì lại khá ảm đạm, là uống mát thì lại cái bụng thì lại cứ tròn và đưa ra đằng trước. Cho nên là bạn này thì mới thắc mắc là vậy, trong trường hợp mà mình đang dùng mass scanner như vậy ấy, thì mình sẽ có nên là mình hạn chế cái bụng của mình bằng cách là mình cardio hoặc là mình chuyển sang mình chọn một cái loại mát trung năng lượng hay không? Thì Thu Hương xin được chia sẻ thông số của bạn này. Bạn là nam, cao 1m62, nặng 57kg và sau khi mà tập gym được 5 tháng, đang theo dõi án tăng cơ 6 buổi một tuần. 3 tháng trước thì bạn có sử dụng 3 bịch thực phẩm bổ sung mass scanner và bạn đã tăng từ 49 cho đến 57kg. Và các cơ thì đều phát triển nhưng mà chỉ có một cái bụng đúng không ạ, thì là hơi tròn, đo quanh rốn là 78cm. Vậy thì bằng cách nào đây để bạn có thể giảm mỡ bụng? Anh Duy nghĩ sao nếu mà trường hợp là bạn sẽ cardio vào những ngày trong giáo án tăng cơ 6 buổi, tức là vào những ngày nào trong giáo án đó, mặc dù là giáo án đó chúng ta biết rằng là tập 6 buổi lận và phòng tập của em thì nghỉ ngày chủ nhật. Và vậy thì cái việc mà chuyển sang dùng thực phẩm bổ sung Elite Mart và Outlet thì anh thấy là có ổn không? Em thì em thấy là bạn cao 1m62 mà bạn 57kg thì bạn vẫn còn phải lên cân đáng kể nữa đúng không anh? Vậy thì anh nghĩ sao với cái trường hợp của bạn? Trường hợp của bạn là cũng gọi là hạp mass đó. Bạn hạp nên bạn mới từ 49kg lên 57kg đó. Thì khi mà bạn tăng như vậy thì cái bụng bạn tăng theo, đó là chuyện hoàn toàn dễ hiểu và cũng không có gì gọi là sốc hết á. Nó bây giờ bạn con đường bạn có rất là nhiều cái hướng để bạn đi. Bạn có thể tăng cân tiếp, chấp nhận cái bụng, sau đó tính cũng vẫn được. Hoặc là bạn có thể chuyển qua Outlet với Smart Car trung năng lượng vẫn được luôn. Trường hợp nào cũng được và hai cái trường hợp đó nó cho ra hai kết quả khác nhau. Nhưng mà nếu anh là bạn á, nếu anh là bạn nha, thì anh tiếp tục xài Smart cao năng lượng thời gian. Xài Smart cao năng lượng với Outlet nữa chứ sao bỏ được liều cao bạn. Và cardio sau tập 15 phút H2T. Tại vì cái cardio ngoài cái giá trị nó giảm mỡ cho bạn thì nó còn có một cái giá trị rất lớn, đó là sức khỏe tim mạch. Thứ hai là cái tăng thể lực. Anh nói dùng chữ tăng thể lực, anh không có nói chữ tăng sức mạnh nha. Tại vì con người ta cái điều quan trọng nhất là thể lực, chứ không phải là điều quan trọng nhất là sức mạnh. Đó. Nếu bạn có sức mạnh mà bạn không có thể lực thì bạn sẽ rất là khó trong cuộc sống. Cuộc sống là đòi hỏi thể lực nhiều hơn sức mạnh. Đó. Thì bạn cứ nghiệm, bạn cứ nghiệm và bạn cái gọi là cái kinh nghiệm xương máu đường đời của anh á, sau bao năm lao động khổ sai á, thì nhìn nhận được cái vấn đề đó. Đó, và cái cardio, chính cái cardio nó mới tạo cho bạn cái thể lực. Chứ còn cái mình tập thể hình để tạo cho mình sức mạnh. Đó, thì mình phải kết hợp cái hai cái thì mình nó sẽ trở thành một con người nguy hiểm. Rồi, sau khi mình sử dụng mát cao năng lượng tới một cái ngưỡng mình cảm thấy chuột mình nó cứng cứng mà nó gọi là cơ của con chuột đủ rồi đó, hoặc là cơ ngực đủ rồi đó, hoặc là cơ lưng đủ rồi đó, mình cảm thấy cơ đủ là mình dừng. Và mình giải quyết tiếp tới thằng mỡ rất là đơn giản, không gì khó cả. Mình giải quyết mỡ đó là mình cơ mình có thể chấp nhận nó không tăng nữa, nó đứng chỗ đó. Mình xử mỡ xuống từ 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 từ. Rồi sau đó mình cứ lean body mà đi 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 đi. Là cái bài toán hình của mình đơn giản vậy thôi. Bên cạnh đó phải cố gắng gọi là phấn đấu học hành nữa, chứ chăm chút cái body không à, là bạn sẽ mất rất là nhiều thứ trong cuộc đời nha bạn. Và Thu cũng muốn chia sẻ với bạn một cái sản phẩm cũng là mask cao năng lượng nhưng mà cho ra cái chất lượng
sợi cơ nó sẽ nạc hơn một chút, tại vì là nó xuất phát từ cái nguồn cáp cũng rất là tuyệt vời, một cái nguồn cáp mà rất là hay có mặt trong những cái sản phẩm mà tăng cơ giảm mỡ, hoặc là những sản phẩm mà mang yếu tố là giúp chúng ta duy trì một vóc dáng lean body, đó là dòng cáp mà hấp thu chậm, đúng không anh? Thì với dòng cáp này thì nó sẽ, thứ nhất là với sản phẩm Mass Effect Scanner, sản phẩm này thì sẽ giúp cho bạn là tăng cân, tại vì calo của nó cũng tương đối cao. Bên cạnh đó thì đường ít này, rồi béo ít này, cholesterol thì vô cùng đặc biệt luôn là 5mg. Và chúng ta có một cái nguồn cáp rất là tốt. Thì hy vọng là bạn cũng có thể cân nhắc cái sản phẩm này xem. Tại vì sản phẩm này thì đang được mệnh danh là một dòng mát cao năng lượng. Bạn có biết là cái dòng cáp tốt á, nó dựa trong những cái tiêu chí, nhiều tiêu chí để mình xác định dòng mát tốt. Thương đó là mát nó phải là mang độ tính chất nó nguy hiểm, nó phức tạp. Đương nhiên anh nói vậy không nghĩa là mát hấp thu nhanh là không tốt, tùy vào cái hoàn cảnh, tùy vào cái ngữ cảnh. Nhưng mà cái mát hấp thu chậm nó sẽ không sinh mỡ, nó khó sinh mỡ. Thì Thu Hương nghĩ rằng là cái sản phẩm đó nó phù hợp cho những đối tượng giống như bạn, tức là tăng cân thì rất là tốt, đúng không ạ? Nhưng mà nó lại đồng thuận với cái bụng đằng trước, nên là cũng có rất là nhiều bạn là băn khoăn về vấn đề này. Tại vì đâu có ai là thích có bụng mà đưa ra đằng trước đâu, đúng không anh? Thì hy vọng là với sự hiện diện của sản phẩm này thì sẽ giúp bạn có một chút thay đổi. Nếu mà cái thực phẩm bổ sung nào á, anh chỉ cho các bạn cách nhìn luôn. Nếu mà thực phẩm bổ sung nào mà nó chứa nhiều xơ nhưng mà nó không bỏ xơ ở ngoài vào nha, thì đó là nguồn cáp tốt. Tại vì có cáp tốt mới chứa nhiều xơ. Nó là như vậy, bạn rất là dễ phân biệt. Còn trừ khi nào mà nó bỏ xơ ở ngoài vào thì không chơi. Còn mà xơ đi theo cáp á, mà bạn nhìn thấy thành phần mà xơ cao á, xong mình quay xuống mình nhìn label xíu nữa coi là nó là nhanh hay chậm. Nếu mà cáp chậm một cái nữa là cáp đó là cũng khá mất tiền á. Chúng ta tới với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 12490 có nội dung gần giống câu hỏi 75 trong hỏi đáp hình số 6. Câu hỏi 12491 câu hỏi về sản phẩm Muscle Infusion. Chúng ta biết rằng Muscle Infusion là một sản phẩm giống như một bữa ăn nhẹ. Tuy nhiên thì có một cái thắc mắc ở đây là khi mà chúng ta sử dụng Muscle Infusion với cái khối lượng protein là 25g protein một liều dùng, thì theo anh Duy là nó sẽ hấp thu trong vòng bao lâu đối với cơ thể nữ? 25, cơ thể nam nữ liên quan gì với nhau? 25g trong một liều dùng hấp thu bao lâu hả? Tức là khoảng cơ thể của chúng ta để hấp thu hết 25g protein thì nó khoảng bao lâu? Ở trong đó có micellar casein thì cho nó 8 tiếng là chậm nhất. Mà nó có whey thì cho nó 1 tiếng là nhanh nhất. Tại vì là có nhiều bạn nữ thì thắc mắc là khi mà mình uống protein là 25g thì cơ thể mình cũng cần thời gian để hấp thu, đúng không? Mà 2 tiếng sau, giả sử 2 tiếng sau mình đói, thì vậy thì protein chưa kịp hấp thu hết mà mình lại ăn cái protein từ thức ăn vô, thì liệu nó có hấp thu được tối đa hay không? Nó hấp thu từ từ vậy. Hay là nó cũng làm ngăn cản cái quá trình hấp thu protein trong Muscle Infusion? Nó không ngăn cản, anh nghĩ nó không ngăn cản, nó hấp thu từ từ chứ. Nó vừa từ bây giờ ví dụ như là vô trong một đống thức ăn đó, nó vô trong cơ thể chúng ta thì thằng nào nhanh thì hấp thu trước rồi chậm hấp thu lại. Nhưng mà khi thằng nhanh hấp thu hết rồi còn có mỗi thằng chậm thôi đó, thì cái thằng chậm đó nó sẽ không có đủ cái năng lượng đường trong máu nên mà cảm thấy đói. Nhưng thật ra thì thức ăn nó còn thì từ từ nó hấp thu tiếp. Nhưng mà nếu một bạn là nữ á, mà trong trường hợp này á, thì anh nghĩ bạn nên xài raw fusion đi. Bạn thấy không, nó có cái gì, nó có chữ fusion. Thằng kia là muscle fusion, thằng này là raw fusion, thằng cũ là fusion 7, đúng không? Có chữ fusion là nó cùng nó chức năng của nó là nó hoàn chỉnh á. Còn cái chữ raw là gì? Raw là những cái gì mà nó gọi là tinh khiết. Raw là những cái gì mà nó chưa qua chế biến. Nên ta dùng cái chữ raw, thì từ đó cái tên là raw fusion, vậy là suy ra nguồn protein này chưa qua chế biến nhiều mà nó còn fusion nữa. Đó, một ý thứ hai nữa đó là cái loại raw fusion là nó tổng hợp những cái loại protein thực vật hoàn chỉnh mà không chứa đậu nành nha bạn. Protein thực vật hoàn chỉnh nên cái sự hấp thu của nó sẽ gọi là nó dễ dàng, êm ái và nó nhẹ nhàng. Nó có những cái yếu tố tích cực hơn so với nguồn từ động vật. Đó, mình phải thừa nhận cái vấn đề đó. Và một cái nữa là nó cân bằng được cái nguồn protein giữa động và thực. Và bây giờ cái từ khi em này về tay anh là coi như là không trưa nào mà anh thiếu cả. Anh ăn cơm xong là anh quất đó. Anh ăn cơm xong là anh uống raw fusion. Tại vì anh ăn cơm thường có thịt cá à, xong anh uống muỗng raw fusion vô. Đó là cái thói quen từ cái ngày mà có raw fusion. Mà anh tất nhiên nghĩ là cái sản phẩm raw fusion nó là một sản phẩm xanh sạch đẹp. Nó phù hợp cho những cái đối tất cả mọi đối tượng luôn, chứ không riêng gì con trai tập tạ. Mà anh nghĩ là các bạn nữ sẽ cần hơn, thích hợp hơn so với tụi anh nữa chứ. Vậy thì đối với nữ giới mà tập gym thì anh nghĩ sao mà mỗi nhóm cơ là 2 lần một tuần, như vậy có được không? Cũng được, bình thường đâu gì đâu. Và
mà vì là con gái tập nhẹ hơn con trai nên chắc là sẽ hồi phục nhanh hơn đúng không ạ? Ví dụ như là mình áp dụng cái lịch tăng cơ 6 buổi cho con gái thì có tăng cơ tốt hơn hay không? Tăng cơ tốt hơn lịch nào? Thì bạn chỉ nói là áp dụng lịch tăng cơ 6 buổi thay vì là trước đây là anh viết cho nam đúng không? Ừ. Bây giờ viết cho nữ thì nó có tăng cơ tốt hay không? Được. Ok. Nhưng mà cái công thức của anh dành cho các bạn nữ là tập tạ 50% và cardio 50%. Thì bạn cũng phải cân bằng hai cái đó. Chứ đừng có giống như thương khổ đó, bạn lo tập không cardio, cardio yếu xìu à. Bởi vì nên người có sức mạnh nhưng mà không có thể lực. Đâu ra em cũng cardio mà. Em cardio rất là gà. Gà gì, em cũng ngày nào em tập tạ xong em cũng đủ còn sức cardio 30 phút là có gì đâu mà gà. Nhưng mà cái bước chạy chưa được đẹp. Gọi là trên mấy treadmill mà cái bước chạy chưa được thấm thoát. Tập tạ xong mà còn cardio 30 phút nữa thì làm sao mà đẹp được. Từng bước chạy cardio của bạn phải thấm thoát, phải nhẹ nhàng. Anh không dám nói phải chạy nó như CR7, nhưng mà các bạn phải chạy sao mà nhìn cho nó đẹp, nhìn cho nó nhẹ nhàng, nhìn cho nó thấm thoát, giống như là mình đang dạo chơi vậy đó. Chứ còn chạy mà thở hồng hộc chạy rầm á thì cái đó là cái mà nếu mà nói là đẩy ngực nó có kỹ thuật thì cardio nó cũng phải có kỹ thuật của nó. Tập sao nhìn vô cho người ta nhìn vô người ta có hứng tạo động lực. Vậy chắc là em phải giảm level xuống. Nói chung là em chạy chưa được đẹp nên anh chưa ghi hình về phần chạy của em được. Chúng ta trở lại với chương trình câu hỏi 12.492. Câu hỏi có nội dung ngoài lề cho nên ban biên tập không thể hiện nội dung. Câu hỏi 12.493 là anh Duy cho em hỏi là em tập gym được 1 năm nhưng mà hơi béo cho nên là 4 tháng đầu là bạn chỉ cardio thôi. Được. Và bắt đầu nâng tạ 6 tháng nay. Được. Thứ 2, thứ 4, thứ 6 thì lưng xô cầu vai tay trước và chân. Ừ. Thứ 3, 5, 7 em tập ngực vai tay sau. Và bụng chủ nhật thì em nghỉ. Rồi. Vậy thì nâng tạ ngực được 45kg, máy lưng xô nâng tầm 50kg như vậy thì bây giờ bạn đã theo được giáo án Lean Body chưa? Thì bạn thích thì bạn theo thôi. Lean Body theo sức của bạn mà, đâu phải Lean Body của bạn theo sức của anh đâu. Đó thì bạn cứ theo sức của bạn, bạn tập với bán Lean Body là nghĩ cũng được rồi, đâu vấn đề gì đâu phải lo. Chúng ta trở lại với chương trình, chúng ta tới với câu hỏi 12.494. Câu hỏi mang một sự so sánh giữa hai người bạn thân và cũng có cha mẹ cũng có gen rất là cao. Tuy nhiên thì tại sao một người thấp một người lại cao hơn? Chúng ta trở lại với câu này cũng rất là thương nói gọi là rất là thú vị. Chuyện là em có thằng bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến giờ. Hiện hai thằng học lớp 12. Em tập gym và chơi những môn thể thao khác, ăn uống khoa học. Nhưng bạn cao, bạn có một kết quả là cao được 1m81 đúng không ạ? Cũng rất là cao. Được rồi bạn. Trong khi mà thằng bạn em thì nó lâu lâu thì mới đá banh và thường xuyên uống bia, nhưng lại cao đến 1m85. Vậy thì cả hai thuộc dạng ecto ba má hai, cả hai thì đều có chiều cao tương đương, nhưng sao chênh lệch quá vậy anh? Một bên thì là chuyên về thể thao đúng không? Còn một bên thì chỉ có nhậu với lại lâu lâu đi đá banh thôi. Mà tại sao lại cho ra kết quả như vậy? Dù như bây giờ là hai cái vấn đề mà nó chỉ có một cái hướng giải quyết á thì mình còn so sánh được. Còn vấn đề chiều cao nó có nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng quá nên mình không thể nào so sánh được. Bạn nói là gia đình hai bên là cha mẹ giống nhau, đâu có biết là đời ông nội hay đời bà ngoại cao, ai cao ai thấp đâu. Cái bạn nhìn đó là giống nhau về mặt chiều cao thôi. Còn trong sinh học nó đi tới ADN là ngoan, nó rất là phức tạp, nó không đơn giản là hai người cao giống nhau phải sinh ra hai người con cao bằng nhau. Thứ nhất nó không có cái công thức đó. Và thứ hai đó là trong 18 năm hai người ăn cơm khác nhà, ăn khác món, khác mâm luôn. Thì cái vấn đề dinh dưỡng nữa. Vấn đề ADN chưa chắc giống nha, là một. Vấn đề dinh dưỡng của hai người cũng chưa chắc giống. Và vấn đề thể thao của hai người cũng không giống luôn. Vấn đề ngủ nghỉ phục hồi cũng chả giống luôn. Nên mình không thể nào mà mình trả lời tại sao em lại thua kia 4cm được. Nói mà nói chung chúc mừng hai bạn quá cao rồi. Mà trong khi bạn mới học lớp 12 với chiều cao như vậy là quá tuyệt vời rồi. Bạn đi làm model được các bạn nếu mà xét về chiều cao nha. Câu hỏi 12.495, câu hỏi của bạn là cao 1m75, nặng 80kg, bạn nam 20 tuổi và hiện đang tập được 4 tháng nhưng mà từ trước là em tập theo chỉ dẫn của phòng tập. Ngày thứ nhất thì là ngực tay sau, ngày thứ hai lưng xô và tay trước, ngày thứ ba chân và ngày thứ tư là vai và cầu vai. Cũng được. Bụng thì em tập buổi, cuối buổi cách ngày. Cũng được. Vậy thì lịch tập như vậy là được đúng không anh? Ừ. Giờ thì nếu em đổi sang theo giáo án Freeway của anh nhưng bỏ qua cái phần giáo án tiểu học, với giáo án tiểu học này 2 tháng đầu, như vậy được không? Vậy thì trong cái trường hợp mà level của bạn mà cảm thấy là bạn có thể ổn định về vấn đề kỹ thuật thì nói chung là cái
cái hướng của bạn là được, nhưng mà bạn sẽ bị vướng một cái là giá tự học bạn không có học, nên có những cái bài bạn chưa có biết, thì mốt bạn có nhu cầu bạn quay lại những bài đó thì bạn phải học lại bài đó từ đầu. Nó giống như là cái việc nội trợ trong nhà là những việc căn bản á, bạn chưa biết hết, bạn biết mới có quét nhà thôi. Mai mốt bạn có nhu cầu rửa chén, trong khi cái trình quét nhà của bạn đã lên thượng thừa rồi, nhưng mà cái trình rửa chén của bạn chưa có nên bạn phải học lại cái rửa chén, thì cái kiến thức của bạn nó hơi bị khập khiễng, chỗ này thấp và chỗ này cao, nó không đều. Đó là cái phương pháp mà nhà truyền đạt cho bạn lúc đầu á là những cái bài quan trọng đó mà bỏ qua, những cái bài mà gọi là phổ thông á mà bỏ qua một số bài khác, nên kiến thức của bạn nó sẽ bị hỏng ở chỗ này. Nhưng mà vấn đề đó cũng không quá nghiêm trọng, thì cũng lắm mình chưa biết mình học thôi, không phải là không giải quyết được, mà đừng có lo. Với giáo án freeway này thì bạn định là thứ hai chân mông đùi, thứ ba ngực bụng, thứ tư cardio, thứ năm lưng xô cầu vai, thứ sáu vai tay trước và tay sau, thứ bảy cardio, chủ nhật nghỉ. Ủa thì có khác gì đâu bạn. Vậy thì lịch như vậy thì ổn đúng không anh? Và nếu có gì sai thì mong anh chỉ, em xin cảm ơn. Nói chung thì lịch của bạn, thấy lịch sau nó cũng như cái lịch đầu thôi. Bạn có bật sửa cái tên là giáo án thì thôi, chứ đâu có thấy về bản chất nó không có gì khác cả. Hy vọng là với những tham khảo tại website thầy ngonline.com.vn với giáo án tiểu học và giáo án freeway thì có thể là giúp bạn có một chế độ tập luyện theo ý mình tốt hơn. Nhưng mà bây giờ anh cũng nói cho nó luôn là vấn đề lịch tập nè. Tại sao lịch tập thì trên website thầy online đã có rất là nhiều rồi, và những lịch đó thì nó cũng tương đối nó đa dạng, ta thấy tương đối đa dạng rồi, mà sao các bạn cứ thích làm khó mình qua một cái lịch khác rồi mà hỏi như có được hay không, thì có lẽ là đôi khi muốn thay đổi một chút cho nó có cảm giác hả. Thay đổi thì ok, thay đổi bình thường thôi, nhưng mà bạn phải hiểu được bản chất cái lịch đó là cái gì hả, cái lịch tập đó là cái gì, thì mình chỉ cần tập những cái lịch mà nó phù hợp với nhu cầu của mình, hoặc là sức mạnh, hoặc là cơ, hoặc là mỡ, hoặc là gì đó đó, mình set up theo một kiểu đó. Nhưng mà theo anh nghĩ là các bạn đã có những cái lịch rồi thì các bạn cứ theo đó mà các bạn tập, bạn không phải tốn thời gian để suy nghĩ về cái lịch chi nữa. Tại cái vấn đề thời gian suy nghĩ cho nó không có đáng. Bây giờ người ta đã có nhiều lắm rồi, mình cứ theo gì mình tập thôi. Cùng lắm mà trong cái lịch đó mình đổi thứ tự bài với nhau là nó đã khác rồi, đúng không? Mình đi còn đổi thứ tự bài nó là khác, mình đổi thứ tự ngày nó cũng là khác. Giống như trong THOL các bạn đa phần tập theo lịch của anh biên soạn, cứ thứ hai vô là máy xô không còn miếng nào. Tại thứ hai các bạn tập lưng. Nó bởi vì các anh, tại anh thứ hai tập lưng, anh đưa cái lịch thứ hai tập lưng các bạn, anh THL thứ hai tập lưng luôn, nên nguyên cái ngày thứ hai bảo đảm với các bạn là cái máy lưng kẹt hết, còn tới ngày thứ tư là cái máy bao rắc là coi như không còn chỗ đứng luôn đó. Nên như vậy thì mình giải quyết sao? Giờ đổi lại cả ông như Nguyễn, thứ hai tập lưng cài ống, giờ thứ hai tập chân, thứ hai tập chân đúng không, ngày thứ ba tập tới gì ta, chân đúng không, thì chân thì cái đùi mệt quá rồi, cái lưng cũng hơi đuối thôi, cài một thứ ba bỏ lưng, thứ ba mình tập ngực đi, giờ thứ hai chân, thứ ba ngực được, ngực xong rồi tới gì ta, ngực xong rồi tới lưng được không, lưng phục hồi kịp không, kịp thì chơi lưng, còn ngực thì chơi vai được hay không, ngực qua mới tập rồi hôm nay chơi vai nữa, chơi sao nổi, thôi bỏ nó. Thì mình có thể là mình đảo ngày hoặc là đảo bài, nó ra đóng lịch mới luôn nó, chứ không nhất thiết là phải đổi nguyên cái lịch. Bạn đổi nguyên lịch xong bạn lại tìm cho chỗ đúng chỗ sai nữa thì nó mất thời gian cho chính bản thân mình, trong khi mình cái vấn đề đó mình không cần thiết, mình chỉ cần đổi ngày và đổi thứ tự bài tập để cho phù hợp với cái phòng của mình. Anh nghĩ về là quá đủ rồi. Câu hỏi của bạn cũng đã khép lại trong một hỏi đáp số 613. Thu Hương và anh Duy Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hỏi đáp số 614. Xin thân ái, kính chào các bạn. Như đường bèo không rời xa ra đời, và cuộc đời này không đánh mất được nhau, cành diêm bao chiều thề hẹn bay cao, cùng nhau xoát đôi bờ mông trước sau. Anh thân trai khi thành công có được, rước em về nguyện ước vợ chim mơ. Cuộc sống thực tại đâu như bài thơ, và hạnh phúc là mộng mơ tình ai. Thứ em cần là bờ vai mạnh mẽ của một người mang khí phách nam nhi, bất diệt cuồng si, bằng cả cuộc sống vinh quang thành công. Ôi may mắn em nào đâu nghĩ suy, nguyện suốt một đời sát cánh bên anh, như bên vest quanh mệt mặc cổ thi lên Paris. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline.
các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.